Bài này mình sẽ có bốn cái hợp âm cơ bản là đô trưởng ký hiệu là chữ C, son trưởng ký hiệu là chữ G, la thứ ký hiệu là AM và pha trưởng ký hiệu là chữ F. Và bài này nếu mà các bạn muốn hát bằng với tông của bản gốc thì các bạn sử dụng kẹp capo, mình kẹp vào ngăn đàn thứ ba nhé. Khi các bạn kẹp vô đây thì mình sẽ chơi hợp âm ở chỗ này. Đó, mình hát bằng tông ca sĩ, còn cách đánh tay phải thì tương tự nhé. Còn cái phần hướng dẫn này thì Dung không sử dụng kẹp capo ha. Để các bạn nào mà mình không hát được tông cao hoặc là các bạn không có kẹp capo mình cũng có thể chơi được nhé. Cách thứ nhất á, các bạn có thể rải đơn giản là chập 4-2 là mình móc dây 4 và dây số 2 lên cùng một lúc. Xong rồi đánh dây 3, rồi đánh dây 1, rồi đánh dây 2. Thì cái đầu tiên Dung sẽ gọi là chập, là mình sẽ tự hiểu mình đánh dây 4 và dây 2 cùng lúc ha. Chập 3, 1, 2. Chập 3, 1, 2. Mỗi hợp âm mình đánh công thức này là 2 lần. Chập 3, 1, 2. Chập 3, 1, 2. Chập 3, 1, 2. Chập 3, 1, 2. Đó, cứ thế các bạn sẽ rải như vậy cho cả bài luôn nhé. Các hợp âm đô trưởng ở đầu bài ấy, các bạn sẽ đánh chập xong rồi mình mới hát nha. Mình sẽ rải như vậy lặp đi lặp lại nhé. Cách thứ hai thì mình có thể đánh palm như thế này. Rồi, cái công thức của mình nó sẽ là palm. Thì cái palm tức là các bạn sẽ đập vô thùng đàn như thế này nè. Thì trong lúc mà mình đập vô thùng đàn là cái tay của các bạn sẽ kết hợp với quạt xuống. Mình làm song song hai cái này cùng lúc, mình vừa đập mà vừa quạt xuống ha. Thì Dung sẽ gọi cái đầu tiên là palm ha. Là cái palm đầu tiên các bạn sẽ kết hợp với xuống là palm ít á. Rồi sau đó lại đánh riêng xuống, lên, đập, rồi xuống. Palm, xuống, lên, đập, xuống. Sau đó các bạn sẽ palm hai cái riêng bên ngoài. Rồi lại lên, đập, lên, xuống. Palm, xuống, lên, đập, xuống. Pam, pam, lên, đập, lên, xuống. Làm chậm lại nè. Pam, xuống, lên, đập, xuống. Pam, pam, lên, đập, lên, xuống. Pam, xuống, lên, đập, xuống. Pam, pam, lên, đập, lên, xuống. Pam, xuống, lên, đập, xuống. Pam, pam, lên, đập, lên, xuống. Pam, xuống, lên, đập, xuống. Mỗi hợp âm các bạn sẽ đánh một lần như vậy đều đặn nhé. Cái hợp âm đô trưởng đầu tiên các bạn cũng đánh cái palm xong rồi mình mới bắt đầu mình hát cái chữ pad ha. Rồi vô cô hát nha. Cái này nó sẽ hơi khó một chút đó. Nếu mà mình muốn tập lên cái nâng cao này mình phải tập đánh rất là nhiều để quen tay thì mình mới ghép vô cô hát được ha. Ban đầu mình chưa quen thì các bạn có thể mở nhạc ca sĩ lên rồi mình đánh theo nhé.